Thật kỳ lạ, trong đời sống, chúng ta đều có ít nhất một lần được linh tính mách bảo. Linh cảm hay linh tính đó được gọi là giác quan thứ 6. Hiện nay, mặc dù khoa học đã rất phát triển, nhưng giác quan thứ 6 luôn là một trong những bí ẩn chưa có lời giải của các nhà khoa học. Trong video này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về các trường hợp nổi tiếng, minh chứng cho giác quan thứ 6 và các dấu hiệu nhận biết những người có năng lực này. Đầu tiên, giác quan thứ 6 là gì? Giác quan thứ 6 là khái niệm chỉ khả năng tiếp nhận thông tin của con người qua một kênh siêu nhiên, vượt trội hơn hẳn 5 giác quan bình thường kia. Nó không phải là giác quan cụ thể nào. Cho đến nay, khả năng siêu phàm này vẫn còn là một điều bí ẩn đối với nhân loại. Những câu chuyện nổi tiếng về giác quan thứ 6. Nhà bác học người Nga Mendeleev, người đã phát minh ra định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học, đã nằm mơ thấy hiện ra rõ trước mắt toàn bộ bảng tuần hoàn. Điều này có thể giải thích được vì có lẽ ông đã nghiên cứu hàng chục năm về vấn đề này, và đến khi chín muồi thì kết quả đã hiện ra trong giấc mơ. Ông chỉ việc ngồi bật dậy và chép lại. Một câu chuyện khác, nhà thơ Nga Lermontov đã kể lại câu chuyện khi ông còn là sĩ quan biên phòng. Có một hôm, ông đang ngồi đánh bài với lính của mình và nhìn thấy một người có vẻ mặt khác lạ so với ngày thường. Ông bèn nói với người ấy, anh phải đề phòng, có lẽ anh sắp bị chết bất đắc kỳ tử. Đêm nay anh nên ngủ lại ở đồn biên phòng và sáng mai hãy về. Người lính ấy không tin, ra về và dọc đường đã bị một người say rượu đâm chết. Nhiều lúc linh tính hoàn toàn trái ngược với logic và tư duy, nhưng lại hợp với thực tại. Napoleon, khi đánh vào nước Nga năm 1812, đã linh cảm là sẽ thất bại, nhưng ông vẫn cứ tiến hành. Vì theo ông, cái vĩ đại chỉ cách cái lố bịch có một bước. Rõ ràng là từ lâu, nhiều học giả đã phải đau đầu vì cái thế giới cảm tính bao giờ cũng lẩn quất quanh ta, ngay trong ý nghĩ của ta nhưng lại cực kỳ bí ẩn. Tờ Zarubezhom tháng 11 năm 1995 đã đăng lại bài của tờ Time, linh cảm là một cảm giác hay một quy luật. Sau đây xin trích đoạn của bài báo ấy. Vấn đề linh cảm rõ ràng là một bí mật lớn. Có một tư duy rất biện chứng của các nhà khoa học mà nhiều khi chúng ta quên đi. Trước một vấn đề mà ta không hiểu thì ta đừng giải thích bừa, vì làm như thế là ta tự dẫn ta vào ngõ cụt. Trong những trường hợp ấy, tốt nhất là ta nên tự thừa nhận cái chưa biết của mình và cũng đừng cho đó là một sự thật hiển nhiên. Bởi vì vũ trụ là vô tận, đầy bí ẩn và mỗi ngày chúng ta chỉ biết thêm một chút trong cái ta chưa biết vô cùng lớn ấy. Nhưng như con kiến tha lâu đầy tổ, chúng ta cứ chịu khó tìm tòi và biết đâu sẽ tìm ra một quy luật chi phối toàn vũ trụ. Điều khó hiểu hơn cả là tín hiệu mà ta cảm nhận được, cái mà ta gọi là giác quan thứ 6, là lời mách bảo của sức mạnh siêu nhiên nào đó hay là thuộc tính tự nhiên của loài người. Vì rõ ràng, linh tính không phải là kết quả của quá trình tư duy. Nó nằm ngoài phạm trù logic và biện chứng. Nhưng thật ngược đời, sự logic mà linh tính mách bảo trong nhiều trường hợp dường như lại là hợp lý và lại là điều cần phải làm. Xưa nay, quan niệm thông thường cho rằng phụ nữ có linh cảm cao hơn nam giới, người đàn bà giải quyết nhiều vấn đề xuất phát từ cảm tính. Ngược lại, người đàn ông bao giờ cũng đi từ logic của vấn đề. Nhưng cũng có nhiều phát minh nổi tiếng của các nhà bác học nam giới lại bắt đầu từ cảm tính. Nhà soạn nhạc vĩ đại người Áo là Mozart khẳng định rằng mỗi tác phẩm âm nhạc của ông là sự kết tinh của nguồn cảm hứng, tư duy sáng tạo và do linh tính mách bảo. Nhà vật lý, toán học và thiên văn học người Anh là Newton đã phải công nhận rằng linh tính đã đưa ông đến những phát minh vĩ đại. Trong lịch sử, không những các nhà khoa học, các nhà quân sự mà cả những nhà chính trị cũng có khả năng linh cảm trước một số vấn đề. Một số người nổi tiếng cũng nhờ vào giác quan thứ 6 mà thoát chết. Nhà chính trị người Anh Churchill được giải thưởng Nobel văn học vào năm 1953, hai lần làm thủ tướng nước Anh, đã một lần thoát chết trong trận oanh tạc của không quân phát xít Đức là do linh tính mách bảo. Năm 1944, ông Churchill vừa chuẩn bị rời trận địa tên lửa thì máy bay oanh tạc của Đức ập đến. Người tài xế vội vàng nổ máy cho xe đi. Không hiểu sao, Churchill không chịu vào xe mà chạy vòng ra phía sau. Đúng lúc ấy, một quả bom nổ ngay cạnh cửa xe và làm thành một hố bom lớn ngay chỗ Churchill vừa đứng. Trong tập hồi ký của ông, Churchill viết:
Dường như có một sức mạnh nội tâm đã mách bảo tôi phải rời ngay chỗ đứng. Đến đây, một câu hỏi đặt ra, những người bình thường có khả năng linh cảm hay không? Như trên đã nói, ai cũng có ít nhiều khả năng này. Vào năm 1966, trong một buổi sáng lạnh lẽo tại ngôi làng chuyên về khai thác than nằm ở miền nam xứ Wales, Aberfan, người ta bất ngờ nghe thấy một chấn động khủng khiếp. Sự dồn nén của nước và các mảnh vỡ tích tụ từ việc khai thác mỏ đã gây ra một tảng đất cực lớn lở xuống từ trên núi, phá hủy bất cứ thứ gì trên đường đi của nó. Trận sóng thần của đá và đá phiến sét đã phá hủy toàn bộ các lớp học tại trường tiểu học Penglass. Chỉ trong giây lát, 116 trẻ em và 28 người lớn đã bị chôn sống dưới lớp bùn đen ẩm ướt dày cả mét. Trước ngày xảy ra thảm họa trên, Errol Mae Jones, một nữ sinh ở trường tiểu học Penglass, đã nói chuyện với mẹ mình rằng mình đã mơ thấy các lớp học bị phá hủy và không có ai ở đó. Tất cả đã bị che phủ bởi một cái gì đó màu đen. Cha mẹ cô bé đã không hề tin vào những gì cô bé nói, dẫn tới việc Errol và 115 bạn học của mình thiệt mạng ngay vào ngày hôm sau. Những dấu hiệu của người có giác quan thứ 6. Từ thời xa xưa, người ta luôn tin rằng giác quan thứ 6 là một khả năng rất hiếm có mà con người có thể nhìn và cảm nhận được nhiều thứ ngoài sức tưởng tượng của chính bản thân mình. Chẳng hạn như tai ương, linh hồn, ma quỷ hay người chết. Cụ thể dấu hiệu của người có giác quan thứ 6 có thể kể đến bao gồm: nhớ rõ chi tiết giấc mơ. Người có giác quan thứ 6 sở hữu sự nhạy cảm đặc biệt. Họ có thể ghi nhớ và mô tả một cách tỉ mỉ chi tiết giấc mơ mình đã thấy như chuyện có thật. Đặc biệt hơn nữa, nhân vật có trong giấc mơ của họ thường là những người có thật xung quanh. Họ có tài phân tích và đưa ra kết luận nhanh chóng. Rất dễ xúc động. Người có khả năng linh cảm sẽ dễ bị lay động bởi những sự việc diễn ra quanh mình. Cho dù là khi xem một bản tin tài chính, họ cũng có thể rơi nước mắt nếu như thấy được chi tiết khiến họ xúc động trong đó. Có thể xem đây là một món quà của Thượng Đế ban tặng cho họ. Khả năng đoán được nội dung câu chuyện dễ dàng. Người có giác quan thứ 6 sẽ đoán được suy nghĩ, ý đồ của người khác dễ dàng, ngay cả khi người kia chưa nói hết câu. Không chỉ vậy, họ còn thấu biết được vấn đề mà một người xa lạ vướng vào ngay chỉ trong vài phút gặp gỡ. Khả năng tiên tri. Những người óc quan sát cặn kẽ và trực giác mạnh mẽ đoán được diễn biến của sự việc trong tương lai. Họ có khả năng nhận biết điểm đặc biệt trong mọi thứ diễn ra hàng ngày và sâu chuỗi chúng để tiên đoán được sự việc sắp diễn ra. Phát hiện được ngay ai là kẻ nói dối. Với trực giác mạnh mẽ hơn người, họ có khả năng nhận biết được khi bị bày trò lừa dối và tìm thấy sự thật cực kỳ tài tình. Nói tóm lại, có thể xem giác quan thứ 6 là một dạng sức mạnh siêu nhiên. Cho tới thời điểm hiện tại, sự thật về giác quan thứ 6 của con người vẫn là điều bí ẩn. Theo cách nói của khoa học, thì bản thân của con người vẫn cần thời gian để khám phá cũng như sử dụng hết mọi điều kỳ diệu của bộ não cũng như cơ thể mình. Vậy, sau khi xem xong video, thực sự giác quan thứ 6 có tồn tại hay không? Và đã bao giờ các bạn chợt có linh cảm trước một sự việc nào đó trong đời chưa? Hãy để lại cảm nghĩ và câu chuyện của riêng mình ở dưới phần bình luận. Và mọi ý tưởng của các bạn sẽ đều là đóng góp to lớn cho những video tiếp theo trên kênh Sinh Lê. Xin cảm ơn.